Làn da trắng sáng, mịn màng, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của mọi cô gái. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc da mặt sao cho đúng để có thể sở hữu làn da tươi trẻ, hồng hào. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể dưỡng trắng, ngăn ngừa mụn và cấp ẩm cho da vẫn hiệu quả nhờ những bước làm đẹp và chăm sóc da mặt tự nhiên tại nhà mà shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ chia sẻ ở dưới đây. Từ sau tuổi 25, làn da của phái đẹp rất dễ lão hóa do nhiều yếu tố như tia cực tím, tia UV, khói bụi, hóa chất, độ ẩm và nhiệt độ cao. Hơn nữa, nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể cũng khiến cho sức khỏe làn da giảm sút như thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn nội tiết tố, căng thẳng tinh thần, áp lực cuộc sống. Vì thế chăm sóc da mặt hàng ngày là cần thiết để đảm bảo sức khỏe làn da, bảo vệ da khỏi nhiều yếu tố gây hại mà ta tiếp xúc. Các bạn có làn da không gặp phải nhiều vấn đề cần chăm sóc da để duy trì. Còn nếu làn da đã bị tổn thương, mụn, thâm, sạm nám tàn nhang, thì cần chăm sóc da và đặc trị chuyên sâu để loại bỏ những vấn đề này, trả lại làn da khỏe mạnh, căng mịn. Bên cạnh đó, việc chăm sóc da mặt còn giúp xe khít lỗ chân lông, làm sạch sâu, ngăn ngừa da nổi mụn và góp phần làm chậm quá trình lão hóa và rối loạn sắc tố da, giúp da trắng sáng, mịn màng hơn. Với những bạn mới tìm hiểu về chăm sóc da mặt nói chung thường choáng ngợp, giữa muôn vàn các loại mỹ phẩm khác nhau với tên gọi riêng, công dụng nhiều, thành phần khác nhau, Trước hết bạn cần biết các bước chăm sóc da mặt cơ bản hàng ngày và sản phẩm sử dụng ở từng bước đó, từ đó mới có thể tìm hiểu sâu hơn, xây dựng được liệu trình chăm sóc da phù hợp cho riêng mình. Cụ thể, cách chăm sóc da mặt hàng ngày sẽ thực hiện các bước sau. Bước 1, sử dụng nước tẩy trang. Nếu bạn có trang điểm, bắt buộc phải tẩy trang để loại bỏ hoàn toàn lớp phấn trên da mặt. Nếu bạn không trang điểm, tốt nhất cũng nên tẩy trang để da mặt sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng. Hơn nữa, việc tẩy trang đúng cách sẽ giúp làm sạch lớp makeup hàng ngày đồng thời loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn trên da mặt. Nhưng như thế nào là đúng cách? Thật ra thì cũng rất đơn giản, đầu tiên bạn hãy vuốt bông tẩy trang theo chiều từ dưới cầm lên gò má và tẩy trang theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Lưu ý là không kỳ sát mạnh, không nên kéo bông tẩy trang từ trên trán xuống má và cầm vì có thể khiến da mặt bị chảy xệ nhé. Và nếu như bạn chưa tìm được nước tẩy trang phù hợp thì bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán một số sản phẩm tẩy trang phù hợp cho từng loại da như nước tẩy trang Biodima, nước tẩy trang Simple. Nước tẩy trang Lozian. Đây là một số loại tẩy trang mà được hầu hết các bạn nữ đều lựa chọn và tin dùng nhé. Bước 2. Dùng sữa rửa mặt. Sau bước tẩy trang, bạn tiếp tục làm sạch làn da với 2 phút bằng sữa rửa mặt. Và đặc biệt là chị em cũng cần massage xa da mặt với sữa rửa mặt đã tạo bọt trong vòng 2 phút, rồi rửa lại mặt thật sạch bằng nước mát nhé. Nhưng khi sử dụng sữa rửa mặt, bạn cũng phải lưu ý rằng bạn không nên rửa mặt quá lâu, vì điều này vô tình sẽ làm rửa trôi cả lớp dầu tự nhiên của da, khiến làn da trở nên khô ráp, nhạy cảm. Sau quá trình rửa mặt, bạn nên chờ khoảng 2 phút để làn da được dịu lại trước khi qua bước sử dụng các sản phẩm dưỡng da nữa nhé. Hơn nữa, shop giúp bạn trẻ đẹp cũng muốn giới thiệu cho chị em một số sữa rửa mặt có giá thành rẻ, nhưng vô cùng chất lượng mà shop được nhận nhiều đánh giá tốt từ những tín đồ làm đẹp, như là sữa rửa mặt Demezi, sữa rửa mặt Hato Mugi và đặc biệt là sữa rửa mặt rau củ đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Bạn cũng có thêm lên trang của shop giúp bạn trẻ đẹp để tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với da của mình nhé. Bước 3, dùng tông nờ hay còn gọi là nước hoa hồng. Sau khi rửa mặt, bạn sẽ dùng tông nờ để cân bằng da. Có thể thấy tông nờ là bước làm sạch sâu cuối cùng cho da, đồng thời tạo tiền đề để các chất từ những sản phẩm dưỡng da thẩm thấu tối ưu. Hơn nữa, tông nờ là bước giúp làn da được dịu lại sau quá trình rửa mặt. Để giúp tông nờ phát huy tối đa tác dụng, đồng thời tránh được hiện tượng thẩm thấu ngược, bạn nên dùng tông nờ trong vòng 3 phút nhé. Bước 4, sử dụng serum chống oxy hóa. Serum được xem là một sản phẩm thích hợp dùng sau bước toner. Vì serum là dung dịch nồng độ cao chứa các dưỡng chất có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ da chống lại gốc tự do gây hại. Đồng thời, thành phần vitamin C và vitamin E là hai chất chống oxy hóa phổ biến trong serum, nên dùng hàng ngày để tăng cường sự săn chắc và kết cấu da. Và thời gian phù hợp cho bước dưỡng da này là khoảng 2 phút để các dưỡng chất thực sự thẩm thấu vào trong da. Nếu bạn sử dụng nhiều loại serum cùng lúc, hãy dành cho da khoảng thời gian thở, là 5 đến 7 phút trước khi thoa lớp serum khác nhé. Bước 5, sử dụng kem đặc trị như mụn, nám, tàn nhang nếu da mặt bạn gặp một số vấn đề về mụn, nám, sạm thì cách chăm sóc da mặt sẽ hơi khác một xíu ở bước này. Đó là sau khi cân bằng độ pH cho da thì sẽ tiến hành thoa những sản phẩm đặc trị để giúp ngăn ngừa và điều trị dần các vấn đề về tình trạng da mà bạn đang gặp phải. Bên shop mình cũng có một số loại kem đặc trị mụn hiệu quả, được rất nhiều chị em bị da mụn lựa chọn sử dụng như là kem 4K đỏ trị mụn, kem trị mụn giang hy xanh, trị mụn Cleanzit C và trị mụn Cleanzit MS. Bên cạnh đó, shop cũng có những sản phẩm chuyên cho các chị em đang gặp phải nám, Tàn nhang như, tuyết trị nám Clobetamil-G, kem trị nám Cone, kem trị nám Berry 4K Plus. Bạn có thể tìm hiểu thêm một số loại kem trị nám phù hợp với da của mình, nhưng lưu ý bạn phải lựa chọn đúng hàng chính hãng mà sử dụng nhé. Bước 6. Dùng kem dưỡng da, cấp ẩm. Khi tham khảo và áp dụng những cách chăm sóc da mặt tại nhà, nhiều bạn phân vân không biết có nên dưỡng ẩm cho da hay không, đặc biệt là khi mình sở hữu làn da dầu, không phải da khô. Thực tế, việc dưỡng ẩm cho da nên được thực hiện cho mọi loại da, không loại trừ da dầu, dưỡng ẩm đúng cách không chỉ giúp da mặt luôn ẩm mịn mà còn hạn chế sự bay hơi của serum hay các sản phẩm chăm sóc da khác. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng hay sữa dưỡng đều được. Riêng với da dầu thì lưu ý nên chọn kem dưỡng nhẹ và thoa thật mỏng để tránh làm bít lỗ chân lông, gây nổi mụn. Và để kem dưỡng ẩm hấp thụ da một cách tốt nhất thì chị em nên mát nhẹ với kem dưỡng ẩm trong khoảng 2 phút. Vì trong thời gian này, da sẽ hấp thụ các dưỡng chất từ serum và kem dưỡng, đồng thời bắt đầu chu kỳ tái tạo mới cho da đấy nhé. Ngoài việc áp dụng bài bản các cách chăm sóc da mặt ban đêm, mà shop giúp bạn trẻ đẹp chia sẻ ở bên trên, thì các bạn gái cũng nên xây dựng và duy trì những thói quen tốt như uống thật nhiều nước, có chế độ ăn uống lành mạnh với rau củ quả tươi và đặc biệt là ngủ đúng giờ, đủ giấc. Từ những bước trên và xây dựng lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn có một làn da dạng rời và tươi trẻ hơn so với tuổi thật của bạn đấy nhé. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.